phê phán quan điểm không có thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Sự thay đổi một thời đại này bằng thời đại khác không thể diễn ra nhanh chóng được. Lập luận, cái luận điệu sai trái là nếu thời đại hiện nay là thời đại quá độ lên chủ nghĩa tư bản, từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội thì nay chủ nghĩa xã hội đã bị sụp đổ. Thời đại hiện nay là thời đại của chủ nghĩa tư bản. Chúng cho rằng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản đã tàn lụi, dù có trăm năm sau cũng không thể gượng dậy được nữa. Đó là nói về chủ nghĩa xã hội. Nhưng mà thực tế trên thế giới bây giờ còn 4 nước đi theo chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội. Thứ nhất Trung Quốc, thứ hai Việt Nam, thứ ba Cuba, thứ tư là Triều Tiên. Đó là 4 nước đặc thù đi theo cái mô hình xã hội chủ nghĩa, hướng đích hướng tới là chủ nghĩa cộng sản. Còn hầu như 215 quốc gia thì đến 211 quốc gia là đi theo con đường chủ nghĩa tư bản. Đó. Mà nhiều nước cũng từ cái chủ nghĩa tư bản cũng có hơi hướng đi theo con đường chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội ấy. Cách nhìn nhận của họ rõ ràng là thiếu kiến thức về lịch sử và rất thiển cận. Quá trình chuyển biến và thay thế một thời đại này bằng một thời đại khác không thể diễn ra nhanh chóng được, mà phải trải qua chặng đường rất là dài. Quá trình đó là một xu thế tất yếu của xã hội loài người. Như đã từng diễn ra, nó rất là quanh co, phức tạp, chứa đựng nhiều cái biến cố, có cả những bước tiến mạnh mẽ và cũng có những bước thụt lùi. Sự đổ vỡ của mô hình xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô đương nhiên là một tổn thất nặng nề đối với phong trào của các nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa ở trên thế giới. Ai cũng biết rằng sự sụp đổ ấy có nhiều nguyên nhân, nhưng nó không thuộc về cái bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa. Đấy. Càng không phải vì thế mà làm mất đi cái nội dung mang tính thời đại. Lịch sử đã cho thấy thời đại tư bản chủ nghĩa thay thế thời đại phong kiến phải rất là lâu, đâu có phải là dễ dàng. Nó phải trải qua một quá trình biến cố diễn biến ra rất là phức tạp, trải qua hàng mấy trăm năm. Bởi sao? Bởi vì sự chống trả quyết liệt của các thế lực phong kiến. Đấy. Đối với tình hình hiện nay là sao? Đối với tình hình hiện nay ấy, cũng tương tự như vậy. Các thế lực đế quốc không từ mọi thủ đoạn nào để mưu toan chặn đứng cái phong trào cộng sản. Điều đó càng thể hiện tính chất phức tạp của thời đại ngày nay. Mà như chúng ta đã thấy, ở trên thế giới bây giờ rất là nhiều quốc gia, nhiều nước trên thế giới, người dân và nhiều đảng phái, người ta theo chế độ cộng sản này, cầm cờ đảng, cầm cờ bố liềm đi biểu tình hoặc là đi diễu hành. Cái điều đó có không? Xin thưa rằng có. Ngay cả ở ngay nước Mỹ cũng vậy. Bởi vì sao? Bởi vì cái chủ nghĩa tư bản á, nó đã phát triển đến một tầm kinh khủng rồi, gọi là cao rồi. Đấy, cái kiến trúc thượng tầng á, nó đã vượt xa cái cơ sở hạ tầng. Và ngược lại cũng như vậy. Đơn giản á, cái công nghệ ở nước Mỹ ấy, nó đã vượt xa so với cái tầm nhìn và tầm hiểu biết của người dân nước Mỹ. Người dân trung, người dân hạ lưu và người dân bình nhé. Còn những người thượng lưu ấy là người cực kỳ giàu, nên nó xảy ra mâu thuẫn ở đó. Chính vì vậy á, đối với nước Mỹ là một nước tư bản, đại tư bản, là một nước đế quốc trải qua hơn 300 năm, là một nước tư bản, nó đã phát triển đến giai đoạn này là giai đoạn nó cần phải thay thế từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã hội.
Cái điều đó là điều tất yếu và điều đương nhiên. Nhưng mà nó muốn diễn ra và muốn chuyển sang một nước chủ nghĩa xã hội thì đối với nước Mỹ nó phải trải qua thêm vài chục năm nữa. Đó là cái nội dung thứ nhất. Nội dung thứ hai thì cái thuyết âm mưu đế quốc Mỹ tan hoang và toang. Cái điều đó thì chúng ta đã biết. Sau ngày bầu cử ngày 1, ngày kiểm phiếu ấy, ngày 6 tháng 1, đấy là một cái nỗi nhục của một nước đế quốc, là một nền, một nỗi nhục của một nền tư pháp, của một nước đế quốc. Ở trên thế giới chưa có một quốc gia nào khi bầu cử tổng thống lại xảy ra chuyện như vậy. Và đối với nước Mỹ, cái này là cái nỗi nhục thứ hai, nỗi nhục cực kỳ lớn. Thứ nhất là trong cái cuộc xa lầy chiến tranh ở Việt Nam từ 1954 đến 1973, buộc phải ký vào cái Hiệp định Paris năm 1973, rút lui toàn bộ quân Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam. Cái đấy còn cho rút lui trong danh dự. Và cái điều thứ hai là ngày 6 tháng 1 năm 2020. Chính cái này ấy, là một cái tát rất là mạnh vào cả hệ thống chính trị và cả nền tư pháp nước Mỹ, ngay cả người công dân nước Mỹ cũng vậy. Đồng thời đây cũng là một cái bài học và cũng là một cái tát cho những kẻ cuồng nước Mỹ, cuồng cái nền tự do dân chủ. Cứ lấy nước Mỹ làm chuẩn, đòi đa nguyên chính trị đa đảng, phải học tập làm theo nước Mỹ. Bây giờ các anh các chị là các nhà đấu tranh trong ngoặc kép dân chủ á, các anh các chị thấy chưa? Thấy nước Mỹ nó tan hoang, nó đồi bại như thế nào chưa? Và người dân Mỹ bây giờ chết đã đến mấy chục nghìn người rồi. Thậm chí bước sang năm 2021, vào đến khoảng tháng 6, hết quý 2 2021, người dân nước Mỹ có khả năng chết lên trên 1 triệu người là chuyện bình thường. Không những vậy, qua cái cuộc bầu cử giữa Tổng thống Mỹ, ông Tổng thống Mỹ này, ông Joe Biden với ông Donald Trump, nếu mà ông Donald Trump không chấp nhận, hoặc ông chỉ cần kích động thêm một lần nữa thôi, thì ngày chuyển giao quyền lực, tức vào 20 tháng 1 năm 2021 này, không thành công được. Bởi vì sao? Bởi vì những cái thành phần nó cuồng trung á, sẵn sàng sống chết vì ông ấy, sẵn sàng dùng súng, dùng tính mạng, dùng tất cả mọi thứ để xông vào tòa án, xông vào nhà quốc hội, tòa nhà quốc hội để chống phá, để đạp đổ cái nền tư pháp của nước Mỹ. Và có khả năng á, sẽ xảy ra từ bạo loạn, rất có khả năng xảy ra nội chiến giữa các phe phái, các băng đảng. Bởi vì ấy, đây là một cái miếng mồi ngon. Cái cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ấy, là một miếng mồi ngon cho một cái thế lực thứ ba đối với đế quốc Mỹ. Thằng Dương Vi đang lên cơn bại não. Tùng Lê ơi, Tùng Lê đã cá cược với Dương Vi là Tùng Lê, nếu mà ông Donald Trump không đắc cử Tổng thống Mỹ thì Tùng Lê không lên live nữa, mà có cạo đầu, rạch bụng, không tham gia vào cái phong trào đấu tranh nữa. Nhưng mà cái lời hứa của Tùng Lê vô giá trị, đúng không? Người ta nói được làm được. Đối với những người nông dân cộng sản như Dương Vi ấy, đã nói làm, không nói thôi, nói đi đôi với làm. Đó là bản chất của nông dân cộng sản.
Nhưng mà bản chất của người đi theo Đảng Cộng sản chính thống, người ta làm trước nói sau, cái đó mới là cái ưu việt. Không như những người đi theo con đường chủ nghĩa tư bản, nói không làm, nói ra không thực hiện, cái đó là cái mị dân, cái lừa đảo. Ngay cả ông Trung á, chỉ có nói thôi, kích động thôi, để làm loạn nhân dân, làm loạn đất nước Mỹ. Từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đất nước Mỹ bây giờ không còn là gì cả. Mà cả thế giới, nhất là các chính khách, các thủ tướng, các ngoại trưởng các nước từ châu Âu, châu Á đến các nước láng giềng ở châu Mỹ nói rằng đây là một cái vết nhơ bẩn nhất của cái nền tư pháp nước Mỹ mà không bao giờ xóa bỏ được, không bao giờ xóa mờ được. Là một vết nhơ bẩn, là một nỗi ô nhục. Muốn xóa bỏ được cái nền tư pháp của một nước chủ nghĩa đế quốc á, thì chỉ có một con đường duy nhất, thay đổi thể chế chính trị nước Mỹ, đi từ con đường chủ nghĩa tư bản sang con đường chủ nghĩa xã hội. Mà muốn làm được điều đó, bây giờ cần một người, một lãnh tụ mà Đảng Cộng sản nước Mỹ còn rất là yếu. Nhưng người dân Mỹ, người ta bây giờ có hơi hướng đi theo con đường Cộng sản, đi theo con đường chế độ xã hội chủ nghĩa. Bởi vì sao? Bởi vì các anh các chị đã thấy đấy, người dân nước Mỹ người ta đã cầm cờ búa liềm, cờ của Đảng Cộng sản. Như vậy thể hiện rằng ý chí và nguyện vọng của người dân nước Mỹ, người ta không muốn một cái thể chế như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì một cái thể chế chủ nghĩa tư bản kéo dài quá lâu, phân biệt chủng tộc, phân biệt giàu nghèo, phân biệt sắc tộc rất lớn, mâu thuẫn càng ngày càng lớn, và đã xảy ra những cuộc đụng độ đấu súng đấy là sự thật. Còn cái dự báo của Dư Vi ấy, nếu hạn ngày 20 tháng 1 năm 2021 này ông Donald Trump không thiện chí để bàn giao chuyển giao quyền lực cho ông Joe Biden thì đất nước Mỹ sẽ xảy ra nội chiến. Còn bạo loạn thì trước đó Dương Vi với bác Cầm Nguyễn ấy, đã đưa ra thuyết âm mưu, cái đó đã xảy ra và đã đúng như vậy. Nhưng mà Dương Vi cũng không ngờ là những người dân ở một nước văn minh, một nước tư bản hàng đầu thế giới ấy, lại xông vào chống phá tại cái tòa nhà Quốc hội trong lúc người ta đang kiểm phiếu. Tại sao các nhà đấu tranh sáng giá này trong ngoặc kép không dám tranh luận và không dám live stream, không dám kêu gọi người dân Việt Nam đứng lên biểu tình, phải đi theo một cái chế độ ở phương Tây như ngày trước, trước cái thời điểm dịch Covid. Nhưng mà từ năm 2019 đổ lại đến năm 2012-13 thì các vị luôn luôn kêu gọi người dân đứng lên biểu tình, phải thay đổi thể chế, thay đổi cái nền tư pháp, thay đổi chính trị. Thì bây giờ các anh các chị thấy các nước đi theo con đường chủ nghĩa tư bản, các nước đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập chưa? Chết vì dịch bệnh Covid. Cái điều đó sự thật. Dương Vi nói là cái này cũng là cái nỗi đau, bởi vì cái tình thương giữa con người với con người nó rất là lớn. Nhưng đó là sự thật, Dương Vi sẽ nói đó. Còn các nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, đơn giản Trung Quốc là nước khởi đầu bị dịch bệnh Covid-19. Thời gian đầu tiên người ta chưa tìm ra cách thức để khống chế dịch bệnh,
thì chết cũng rất là nhiều. Nhưng về sau á, người ta khống chế dịch bệnh thành công, đến bây giờ người ta lại vui chơi thoải mái. Thứ hai, Việt Nam có chết hơn ba mấy người, Triều Tiên rất là ít, Cuba người ta gửi y bác sĩ đi khắp nơi để cùng nhau phòng chống dịch bệnh Covid. Đó là bốn nước đi theo con đường chủ nghĩa xã hội. Còn các nước đi theo con đường chủ nghĩa tư bản thì sao? Chết vì dịch bệnh, chết vì đói ăn, chết vì không kinh doanh được. Nhiều nhà hàng, nhiều công ty doanh nghiệp sập tiệm, nợ phải thắt cổ từ từ, nhảy lâu từ từ. Điều đó xảy ra. Vâng, chào chị Hằng Phương, chào tất cả mọi người. Quay lại, các vị hô chúng tôi đi theo con đường chủ nghĩa tư bản thì bây giờ bọn tôi phải toan theo các nước chủ nghĩa tư bản hàng đầu trên thế giới à? Theo đế quốc Mỹ à? Để đất nước loạn lên à? Mà sắp tới đây chuẩn bị rồi, chuẩn bị. Việt Nam đang chuẩn bị đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản rồi. Thì Dương Vy khẳng định cái đại hội 13 này sẽ đưa ra những chỉ tiêu, mục tiêu kinh tế, hoạch định những phương thức, phương pháp để đưa đất nước Việt Nam đuổi kịp nhiều nước ở trong khu vực và trên thế giới, thậm chí còn vượt xa người ta. Dương Vy tin tưởng vào điều đó. Còn các thành phần đòi khủng bố như Triều Đại Việt, tổ chức Đào Minh Quân, tổ chức Việt Tân thì đừng hòng để sờ đến lông chân của những người nông dân cộng sản, chứ đừng nói đến là những người là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Hôm nay á, các anh các chị xem TV, xem thời sự ạ, người ta chỉ có nói sơ qua những lực lượng tinh nhuệ nhất là bảo vệ thôi. Còn những cái lực lượng tinh nhuệ ngầm người ta ở phía sau người ta không nhắc đến. Nên nhớ những cái gì các anh các chị, các nhà đấu tranh dân chủ cuội ở trong nước này này muốn hành động, muốn làm, muốn thể hiện này, không qua mắt được người ta đâu. Người ta sẽ hốt các vị trước, hốt đợt này, sau tiếp tục lại hốt thêm một đợt nữa để ổn định trong bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp năm 2021, khóa 21-26. Đối với một chế độ như vậy, quá ưu việt, quá tốt, mà Dương Vy còn nhớ rằng á, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nói rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng tiên phong, ưu việt. Bây giờ thể hiện cho người dân và thế giới, người dân ở trên thế giới thấy, các nước trên thế giới thấy, thấy trong phòng chống dịch, trong phát triển kinh tế, đúng người ta thấy. Và người ta ngưỡng mộ Việt Nam, ngưỡng mộ cờ búa liềm, ngưỡng mộ lá cờ đỏ sao vàng, cái tinh thần dân tộc tự lực tự cường, quyết chiến quyết thắng của dân tộc Việt Nam lúc nào cũng đặt lên hàng đầu. Nên các vị que củi ấy, muốn áp đặt một cái chế độ theo một nước tư bản nào đó cho Việt Nam làm chuẩn cho người dân Việt Nam, xin thưa rằng người dân Việt Nam như chúng tôi không cần và không cần. Và chúng tôi trong cái thời điểm này không bao giờ cần thay đổi cái thể chế. Bởi vì sao? Dương Vy xin nhắc lại, từ nhà nước phong kiến rồi trong cái quá trình đấu tranh hàng trăm năm, 200-300 năm thì mới chuyển sang nhà nước chủ nghĩa tư bản. Từ nhà nước chủ nghĩa tư bản mới chuyển sang nhà nước chủ nghĩa xã hội. Từ nhà nước chủ nghĩa xã hội mới chuyển sang nhà nước cộng sản. Nhưng mà cái nhà nước cộng sản nó phải rất lâu, cái đó là cái xa vời. Nhưng cái điều đó có thể xảy ra. Còn nhà nước xã hội chủ nghĩa thì bây giờ Việt Nam đang là nhà nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, định hướng xã hội chủ nghĩa. Tất cả mọi thứ tốt hơn các nước chủ nghĩa tư bản không?
Rất tốt, đúng không? Tuy rằng mình còn nghèo, còn khó khăn, còn thiếu thốn vật chất, nhưng cái tinh thần tự lực tự cường, quyết chiến quyết thắng của mình luôn luôn được nêu cao, luôn luôn không cam chịu trước khó khăn, trước mọi thách thức. Và Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam luôn luôn tìm mọi cách biến từ khó khăn thành thuận lợi, từ thách thức thành cơ hội. Chính vì vậy, đất nước chúng ta mới có cái nền kinh tế phát triển, luôn luôn phát triển đi lên, nền chính trị ổn định, kinh tế văn hóa xã hội, y tế giáo dục luôn được chú trọng và được nâng cao. Cái điều đó cần và đủ cho người dân và cho duy trì một cái chế độ xã hội chủ nghĩa đi theo con đường cộng sản đó. Đó là những cái gì mà Dương Vy muốn nói, muốn gửi gắm đến các nhà đấu tranh dân chủ cuội đần độn và các nhà đấu tranh sáng giá ở hải ngoại, rằng nhân dân, những người nông dân như Dương Vy không cần thay đổi thể chế và không cần đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Đó. Vậy thôi. Còn đất nước Mỹ sẽ ra sao? Sẽ toang. Bây giờ toang về kinh tế, toang về dịch bệnh. Ít nữa, nếu mà có bạo loạn, toang về cả thể chế chính trị, đất nước sẽ xảy ra nội chiến, thì người dân Mỹ sẽ đi về đâu? Các nhà đấu tranh sáng giá trong ngoặc kép ở California sẽ đi về đâu, và đi về đâu khi đã đu càng từ Sài Gòn, từ miền Nam Việt Nam đi sang Mỹ, Canada, sang châu Âu. Nhưng mà bây giờ những người đu càng sang Mỹ kìa, một lần nữa đu càng đi đâu và về đâu, cái đó mới là cái quan trọng. Chào Mai Bùi, chào tất cả mọi người. Bây giờ những người còn sống sót không bị nhiễm mắc dịch Covid muốn ra nước ngoài cũng khó khăn. Còn những người mắc Covid sẽ đu càng về nghĩa địa gặp ông bà tổ tiên. Lúc đó chết cái hồn vẫn bất vượng ở nơi đất khách quê người, muốn về Việt Nam cũng không về được. Đau lắm. Đừng có xúi dại người dân Việt Nam, đặc biệt là những người nông dân ở vùng sâu vùng xa, những người dân tộc thiểu số như Dương Vy này, để đứng lên chống lại chính quyền, chống lại đảng, kêu gọi này nọ, biểu tình biểu tọt nhá. Đối với một đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là một đảng duy nhất lãnh đạo cầm quyền, nhưng người ta xác định phương châm vì dân, vì nước, vì nhân dân phục vụ, tất cả làm là vì dân. Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân thụ hưởng. Đó là cái cụm từ trong Đại hội 13 của Đảng người ta đưa vào trong nghị quyết, mà bây giờ người ta đã thực hiện rồi. Thực hiện trước người ta mới nói sau. Thí dụ như làm đường bê tông nông thôn mới, dân đóng góp, dân hiến đất, dân giám sát, dân cùng nhà nước làm, và dân quản lý tốt thì dân sẽ được sử dụng lâu dài. Cái đó là gì? Thể hiện trong cái nghị quyết rồi. Các nước tư bản làm gì có cái chuyện đó. Cái tầm nhìn của các nước tư bản ấy, nó không kéo dài, nó chỉ có tầm nhìn trong vòng nhiệm kỳ 4 năm làm tổng thống thôi, hoặc làm thủ tướng thôi. Còn đối với nhà nước xã hội chủ nghĩa là người ta kế hoạch 5 năm, 10 năm, tầm nhìn 15, 20 năm, thậm chí 30 năm. Cái mục tiêu và tầm nhìn đó là cái quan trọng, và cái định hướng cũng rất là quan trọng. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra,
Thưa Khánh, còn thêm một từ nữa, đó là dân thụ hưởng. Đó,